hai. Này, sao Tết nhất mà cái mặt em như cái bánh bao chiều thế? Anh cho em tiền đi. Hóa ra là hết tiền. Được rồi, để anh cho. Đây, cầm lấy. Anh hai là nhất. Eo ơi, anh đưa được cho em mấy đồng bạc lẻ này làm gì? Bạc lẻ? Em nghĩ bao nhiêu tiền nó dễ kiếm lắm mà. Nhưng mà em muốn mua điện thoại mới. Bạn bè em ai cũng có điện thoại thông minh. Em chán cái cục gạch này lắm rồi. Anh thấy điện thoại em còn dùng tốt mà. Vả lại sắp Tết nhất rồi, nhà mình còn phải chi trả nhiều thứ lắm em. Em không biết đâu. Em muốn mua điện thoại mới. Thôi được rồi, để từ từ anh tính. Em không biết đâu. Ai không mua điện thoại mới cho em. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Cái con này, em học đâu ra cái thói nói chuyện như thế với anh hai vậy hả? Em với chậu. Mày bí dị thế. Thì ông anh tao chứ sao nữa. Tao định lấy tiền mua điện thoại, bị phát hiện nên đánh tao chứ sao. Này, mày muốn có tiền sắm Tết mua điện thoại mới không? Có chứ. Mày có cách kiếm tiền à? Ừ, tao có ông anh giàu lắm. Chỉ cần mày nghe lời đi chơi với anh ấy là mày muốn gì anh ấy cũng chiều. Thật á? Kiếm tiền dễ vậy sao? Tao lừa mày gì chưa? Đi theo tao. Đi. Chào em. Anh Giang, giới thiệu với anh, đây là My, bạn của em. Anh thấy sao? My, đây là anh Giang, vừa đẹp trai lại phong độ, lại còn hào phóng nữa. Anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. Bạn em cần tiền sắm Tết mua điện thoại mới nên em dẫn bạn đến gặp anh. Đơn giản thôi, chỉ cần em đi với anh thì những vấn đề của em anh giải. Mấy bộ đồ anh mua cho em thích chứ? Vâng ạ, em thích lắm ạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà... Điện thoại gì? Lát nữa em đi với anh tới một nơi, rồi anh mua điện thoại cho luôn. Vâng, cũng được. Vậy mình đi ngay đi anh.
em sao đấy? Không quen à? Thằng chó! Mày làm gì em tao? Mày kêu em! Thằng chó! Anh Hai! Mù ra! Anh phải giết thằng chó đó! Em sợ lắm! Anh Hai có bị làm sao không? Anh ổn! Em không sao là tốt rồi! Bỏ qua đi anh! Tất cả là lỗi do em! Nên mới bị như thế này! Đừng sợ! Con Hai đây là... Con Hai đây là không ai được ăn hiếp của em của anh hết! Xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã đánh em. Anh xin lỗi vì là anh trai của em, nhưng lại không lo cho em được cuộc sống đủ đầy. Anh đừng nói thế. Từ lúc bố mẹ mất, anh vừa làm anh, vừa làm bố mẹ, lo cho em như thế, mà em không nghe lời anh. Giao thừa rồi kìa anh Hai. Dạ, em cảm ơn anh Hai. Chúc anh Hai năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cô mà không quậy tôi á, tôi cảm ơn dữ lắm rồi. Anh Hai này.